Chào mừng các em đến với kênh Lời Giải Hay. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt bài 10 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Trả lời câu hỏi số 1. Xếp các thuật ngữ ở cột A vào lĩnh vực khoa học phù hợp ở cột B. Các em quan sát bảng mẫu và giải nghĩa thuật ngữ để xếp vào lĩnh vực phù hợp. Cô gợi ý các em có thể hoàn thành bảng như sau. Thứ nhất, danh từ, động từ, tính từ, chủ ngữ, vị ngữ thì có thể nối với lĩnh vực khoa học là ngôn ngữ học. Số 2, số tự nhiên, số hữu tỉ, phân số và góc vuông thì nối với toán học. 3, hệ thần kinh, lưỡng cư, tế bào, vi khuẩn thì nối với phần E là sinh học. 4, đơn chất, kim loại, phi kim và hóa trị thì nối với đáp án B, hóa học. 5. Dao động, tần số, vận tốc và điện tích thì nối với đáp án D là vật lý học. Câu hỏi số 2. Tìm và xếp các thuật ngữ trong những câu dưới đây vào lĩnh vực khoa học phù hợp. Toán học, vật lý học, hóa học, sinh học, ngôn ngữ học. A. Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxy. Oxit gồm hai loại chính, oxit axit và oxit bazơ. B. Trùng roi là một cơ thể đơn bào có thể tự dưỡng như thực vật nhưng cũng có thể dị dưỡng như động vật. C. Ta gọi tam giác có ba góc nhọn là tam giác nhọn, tam giác có một góc tù là tam giác tù. D. Cường độ dòng điện và hiệu điện thế có đặc điểm gì trong đoạn mạch nối tiếp và đoạn mạch song song? E. Từ đơn là từ chỉ có một tiếng, từ phức là từ có hai hay nhiều tiếng. Các em hãy giải nghĩa các thuật ngữ trên và xếp vào lĩnh vực phù hợp. Cô gợi ý. Về các lĩnh vực khoa học, thứ nhất, toán học thì nối với đáp án C, bởi vì trong câu C có các thuật ngữ như là tam giác nhọn, góc tù, tam giác tù. Các thuật ngữ này thì đều thuộc lĩnh vực toán học đúng không nào? Thứ hai, lĩnh vực vật lý học thì nối với đáp án D, bởi vì trong câu D có các thuật ngữ như cường độ, dòng điện, hiệu điện thế, đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song. Lĩnh vực hóa học thì là câu A, bởi vì trong phần A thì có các thuật ngữ như oxit, hợp chất, nguyên tố, oxy, oxit axit, oxit bazơ. Đây đều là các thuật ngữ thuộc lĩnh vực hóa học các em ạ. Thứ tư là lĩnh vực sinh học là phần B. Bởi vì trong câu B thì có các thuật ngữ như trùng roi, đơn bào, tự dưỡng, thực vật, dị dưỡng, động vật. Các thuật ngữ này thuộc lĩnh vực sinh học. Cuối cùng, ngôn ngữ học là phần E. Trong phần này có các thuật ngữ như tiếng, từ, từ đơn, từ phức. Đây đều là các thuật ngữ của lĩnh vực ngôn ngữ học. Câu hỏi số 3. Yếu tố nào trong các từ ghép dưới đây thể hiện sự khác nhau giữa các loại xuồng, ghe? Xếp các yếu tố đó vào nhóm thích hợp. Xuồng ba lá, xuồng năm lá, xuồng tam bản, xuồng độc mộc, xuồng chèo, xuồng máy, ghe câu, ghe cào tôm. A. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật, ví dụ xuồng ba lá. B. Chỉ cách vận hành sự vật, ví dụ xuồng chèo. C. Chỉ công dụng của sự vật, ví dụ ghe câu. Các em hãy xác định nét khu biệt giữa các loại để xếp vào nhóm thích hợp. Cô gợi ý. Phần A. Chỉ đặc điểm cấu tạo của sự vật thì có xuồng năm lá, xuồng ba lá và xuồng tam bản. B. Chỉ cách vận hành của sự vật, có xuồng chèo và xuồng máy. C. Chỉ công dụng của sự vật, có ghe câu và ghe cào tôm. Câu hỏi số 4. Viết một đoạn văn khoảng 5 đến 7 dòng, giới thiệu khái quát về các từ loại hoặc các thành phần câu em đã học, chỉ ra một thuật ngữ được sử dụng trong đoạn văn. Em xem lại kiến thức về từ loại và thành phần câu để viết đoạn văn theo yêu cầu. Các em có thể tham khảo đoạn văn sau. Từ loại là những từ giống nhau về ngữ pháp hay đặc điểm và biểu đạt ý nghĩa một cách khái quát. Chúng được chia làm khá nhiều loại, bao gồm danh từ, động từ, tính từ, đại từ, chỉ từ, số từ và lượng từ. Ngoài ra còn có quan hệ từ, tình thái từ, phó từ. Trong đó, danh từ, tính từ, động từ là các từ loại thường gặp và đảm nhiệm vai trò là thành phần chính trong câu. Danh từ xác định sự vật và hiện tượng, đóng vai trò là chủ ngữ. Động từ là các từ chỉ hành động, trạng thái. Còn tính từ biểu diễn đặc điểm, tính chất và trạng thái. Vị ngữ của câu thường do động từ và tính từ đảm nhiệm. Từ loại tiếng Việt thì vô cùng phong phú và đa dạng, tạo nên nhiều tổ hợp câu đặc sắc.
Như vậy, vừa rồi, cô đã hướng dẫn các em soạn bài thực hành tiếng Việt bài 10 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 7 tập 2 bộ sách Cánh Diều. Ngoài ra thì các em cũng có thể lên trang lời dạy hay.com để xem thêm lời giải của những bài khác. Chúc các em học tốt, tạm biệt các em và hẹn gặp lại trong những bài giảng lần sau.